Tuti. Vâng, Tuti trận này cầm Xiang, vâng rất đẹp rồi. Mặc dù vậy thì nhà của anh khá trống trải khi không có những cánh rừng. Vâng, rừng rừng ở rất xa. Bắt đầu thiết kế thêm một chiếc S. Vâng, đây là chiếc S thứ hai của anh. Vâng, chiếc S thứ hai dùng để ăn gỗ. Vẫn còn một bầy hiêu. Trận này Tuti sẽ đánh cung. Vâng, 27 nông dân chắc chắn sẽ đánh cung. Mặc dù nhà cửa là khá trống trải. Vâng, đã lên đời rồi. BM và BA. Như vậy là BA sẽ thiết kế ở chiếc thứ hai. Chiếc đang khai thác hiêu. Vâng, nâng chặt gỗ luôn. Như vậy anh đánh với 2 BS. Còn cần phải tăng thêm một chiếc BS nữa. Gỗ đã đủ rồi, anh cần phải tăng một chiếc BS nữa. Đánh cung là với 3 BS, anh sẽ có nhiều gỗ để phát triển hơn. Vâng, không chỉ sóc quân đều mà anh cũng có thể phát triển to. Anh nằm ở trong cánh và cầm Xiang. Vâng, đây trận này anh sẽ là chủ lực của team Hà Nội. Anh cùng với Linda và cả hai anh sẽ là chủ lực. Khi mà Linda cầm Mavilon ở trong cánh. Như vậy là nhà của Tuti đang bị công vào bởi một chú ngựa giò và những chú cung tê. Và một, xin lỗi các bạn, bởi một chú ngựa giò. Và game thủ Tuti đã cho cung tê của mình ra để có thể chống chọi lại chú ngựa giò này. Vâng, cả dân cũng đứng dậy khởi nghĩa. Vâng, bãi cỏ thì cũng đã hết. Anh bắt đầu vẽ ruộng. Vâng, lạc đà của game thủ màu tám đã xuất hiện rồi. Anh cần phải bo bế nhanh khu vực này. Vâng, nhốt một chú cung tê vào, sau đó bo bế. Lạc đà sẽ không dám manh động ở khu vực này nữa. Tơn đầu của anh đã sinh ra 5 chú cung R đối đầu với 3 lạc đà. Vâng, như vậy là 1 đổi 1. 1 lạc đà đổi lấy 1 cung R. Vâng, nông dân của game thủ màu 7 không biết trận này game thủ màu 7 cầm quân gì. Anh dâng nông dân lên rất xa. Vâng, cầm Babylon hay Max C. Vâng, Max C. Vâng, thế mà cái tên rất dài, chỉ có thể là Babylon hoặc là Max C. Và đóng một chiếc AI, chắc chắn là Max C rồi. Vâng, Max C đâm mi rất sát với nhà của game thủ Tuti. Vâng, y Max C rất chì. Vâng, đã lên giáp đồng ba hay chưa? Vâng, nếu như chưa lên giáp đồng ba thì cũng sẽ nhanh nằm thôi. Vâng, game thủ Linda chúng ta có thể thấy được trên màn hình. Vâng, lên đây cực muộn. Tuy nhiên rất nhiều khả năng anh sẽ là một trong những điều mấu chốt của trận đấu này. Vâng, cho nông dân ra đập nông dân. Độ hộ báo của Tuti là đây. Vâng, thậm chí còn định vẩy cả E để bắt nông dân. Vâng, nông dân ra bắt nông dân. Rất hay. Thằng này của anh em là 42/40. Vâng, đang cố gắng vẽ những chữ ruộng. Nguồn từ cơ nhiều, tại sao anh không sóc nông dân?
Vâng, đang đốt chiếc nhà BI như vậy thì chiếc nhà BI của game thủ M7 sẽ phá sản rồi. M7 đã phá sản kế hoạch khi mà chiếc nhà BI của anh đã bị nổ. Rất đáng tiếc cho game thủ M7. Vâng, tham lai bắt đầu. Không, như vậy là vẫn cân thôi. Màu 5 đè tham của đồng đội. Vâng, bắt quân của game thủ màu 5. Game thủ màu 5 đang bị bắt quân. Vâng, màu 5 và màu 6 các anh đang phối hợp cùng với nhau. Tuy nhiên đang có lắc đà của game thủ Long Thiếu Gia. Long Thiếu Gia cầm màu 2 đang trâu vào những chú cung R của game thủ màu 5. Vâng, Kidoski. Vâng, game thủ Tứ Bất Tử Lina lên đời rất muộn. Nhà của Tuti đang khá trống trải. Tham Lai vẫn đang là 42/56. Vâng, lạc đà không có giáp. Mình quyết định cho nông dân và hổ báo khởi nghĩa lại chú lạc đà này. Tham Lai vẫn cân. Như vậy là ảnh quyết định cho nông dân của mình đi ăn hoang. Có những bóng y. Vâng, vừa xuất hiện một bóng của một chú y. Gần như vẫn còn đâu đó một chiếc BI. Ở trong nông dân của game thủ M7 đã đóng một chiếc y ở ngay gần nhà của Tuti. Một chiếc y mới. Vâng, cần phải rút quân. Tên này anh thiệt hơn rồi. Vẫn còn một chú y đây. Ở những chiếc móng nghe. Ở những cái móng nghe vô tình vô hình. Vâng, màn hình của game thủ Linda lên đời rất mượn. Tuy nhiên anh đang là một trong những gương mặt chủ chốt của team Hà Nội. Khi nhà cửa của anh đang được bao bế khá kín kẽ. Chỉ đánh với 4 BA thôi. Tuy nhiên những chiếc nhà A đang sóc ra khá đều. Vâng, những tên cung R đang nở ra cực đều và đang bắt quân của game thủ màu 6. Long Thiếu Gia đang phối hợp cùng với Tứ Bất Tử Linda để bắt quân của game thủ màu 6. Tham Lai của game thủ Linda đang 56/76. Vâng, lên chặt gỗ 2. Vẽ rất nhiều ruộng, các bạn có thể thấy được một góc phát triển khá đẹp của game thủ Linda. Vâng, khu vực đóng ruộng cực kỳ kín kẽ. Vâng, đây nông dân của game thủ màu 7. Vâng, lạc lõng đi đâu đây, nông dân không có bánh xe. Vâng, như vậy là có y. Liệu anh có lên A hay không? Anh cần phải chủ động lên A. Vâng, phải lên A để cho chắc bài. Vâng, chống lại y mác xe. Rất nguy hiểm nếu như mác xe tụ được khoảng 6-7 con y và lao vào nhà của game thủ Linda. Vâng, cung R của Linda chỉ là cung R baby, không có nhiều lợi thế. Vâng, dường như các game thủ bên phía Thái Bình đang tổ chức ốp vào nhà của Tuti. Vâng, đây là quân của game thủ màu 6. Màu 6 đang bị cả Long Thiếu Gia và cả Linda đuổi. Vâng, đang truy đuổi khá gắt gao. Trong khi đó thì nhà của Linda cũng đang bị công vào bởi những chú y. Vâng, phía trên ba chú y đã lọt vào. Ở giữa nhà của Linda và nhà của Tuti dường như có một chiếc nhà y. Khi mà y chảy ra từ hướng này, vâng, nhà chính của game thủ Linda. Vâng, suýt chút nữa thì những chú nông dân của anh đã nằm xuống. Rất nguy hiểm. Mỗi chú nông dân chỉ cần 2 xiên thôi là sẽ nằm xuống ngang ngửa. Vâng, dùng nông dân ra để có thể đập y. Một chiến thuật khá hay. Nếu như y chỉ có giáp thì nông dân hoàn toàn có thể đập. Đây đã là y có giáp đồng 3 và cung R bắn nói là như mỗi đốt inox. Rất khó để có thể tiêu diệt được những chú y giáp đồng 3. Anh cần phải chủ động lên cung A. Vâng, như vậy đã lên lớp cung A một áo rồi. Để sóc thôi. Vâng, một áo sóc tặng quân. Sau đó rồi thì lên hai áo sau. Đã có Tuti sang hỗ trợ rồi. Vâng, các bạn có thể thấy được độ rối khi mà có những chú y lao vào nhà. Đây là y mát xe. Vâng, cái thủ 17 đang tổ chức giấu y. Vâng, đóng WC, gỗ rất nhiều. Đóng WC sau đó đóng những chiếc nhà chính và xây ruộng. Vâng, vẽ ruộng nhằng nhịt trăng chít. Vâng, được đồng đội đẩy cho 300 thực sóc A. Vâng, chỉ cần lên công A thôi thì sẽ không hề ngán y. Y của game thủ 17 sẽ không dám lao vào. Trong nhà chính của Lina thì vẫn đang có những đơn y đâm vào khá khó chịu.
vòng 1-2 chú y thôi nhưng vẫn rất mất tay. Timeline của game thủ Lina vẫn đang là 62/92. Đỡ nhà thành công. Anh sẽ làm gì tiếp theo, có đẩy đi hay không? Như vậy là game thủ Long Thiếu Gia rất đồng đội, anh đóng ngay một nhà y cạnh nhà của game thủ Linda. Còn thủ lại y của Maxe. Rất hay. Còn Linda đang vẽ ruộng khá đề huề. Rất nhiều ruộng đang được vẽ ra rồi. Nâng cấp bổ vào. Anh sẽ đẩy quân đi đâu đây? Anh vẫn chưa đẩy sang được tới nhà nào của game thủ bên phía Thái Bình. Màn hình của anh vẫn khá đen, vẫn đen tối và u ám. Tham Lai. Vâng, Tham Lai vẫn cân. Bốn nhà đang thiết kế trên nhà BA thứ 5. Vâng, Cung A sẽ đứng ở nhà thủ, còn Cung A sẽ đẩy đi để có thể chăn dắt những chú nông dân cũng như là quấy rối các nhà bên phía Thái Bình. Tuy nhiên thì hướng từ nhà Tuti xuống đang có sự công phá bởi game thủ mùa 5. Dường như cũng đang có chống trả của game thủ Tuti thôi. Ông Lina cần phải hỗ trợ Tuti trong tên này. Tại sao không đuổi truy quét tới cùng và bắt toàn bộ đạo quân này của game thủ mùa 5? Ta có Tuti xuất hiện. Phần này của game thủ Lina đang là 82/84. Nông dân đang được sản ra rất đều. Vòng vàng và thực đang khá nhiều. Tuy nhiên thì gỗ của anh hơi thiếu. Anh cần phải tăng cường lượng nông dân đào gỗ. Mới chỉ có 5 nhà BA thôi. Cánh cung A anh cần phải tăng thêm những số lượng cung A nữa. Một sóc đều. Đây là một pha ốp nhà của game thủ bên phía Thái Bình. Khi mà có cả Y có cả cung R. Cung R màu 5, Y màu 7. Tuy nhiên thì game thủ Lina đã lên cung A rồi và không hề ngán Y. Và những chú Y của game thủ màu 7 đã gặp vấp phải sự kháng cự của game thủ Long Thiếu Gia khi Long Thiếu Gia cũng chơi y. Vâng, y của game thủ Long Thiếu Gia chống lại với y của game thủ màu 7. Cùng với đó là cung A của game thủ Linda. Vâng, đỡ được trong turn này, chắc chắn đỡ được trong turn này. Tuy nhiên thì số lượng cung đào của game thủ màu 5 vẫn còn rất đông. Ông màu 5 trận này không biết cầm quân gì, đã để nêu chờ rồi. Vâng, như vậy là đang loạn tiễn phân thây. Vâng, cả y cũng lao vào. Màu 6, màu 5 và màu 7. 5, 6, 7 đang cùng tổ chức lao vào nhà của Linda. Cùng với đó là cả màu 8 luôn. Như vậy là cả bốn nhà bên phía Thái Bình đã công vào nhà của game thủ Linda. Linda vẫn còn rất đông quân ở nhà. Tham lai của anh vẫn còn rất đông. Vâng, vẫn đỡ được trong tờ này. Vâng, không hề ngán. Vẫn có những chú y đang tìm cách để lẻn vào nhà của Linda. Tuy nhiên thì Linda vẫn nổi tiếng với khả năng bó bế của mình rất kín kẽ. Vâng, trong nhà của anh đang có hai chúng là vấp ba cùng R. Vâng, cùng R tiêu diệt nông dân cực nhanh, dường như là cùng R AC. Vâng, tất cả các nhà bên phía Thái Bình đều đang lởn vởn tại nhà của game thủ Linda. Linda đang chống chọi rất mãnh liệt. Đồng đội nhà vẫn rất rẻ trong những turn như thế này khi mà có cả sự trợ giúp của đồng đội. Vâng, như vậy là game thủ màu 5 đã xung phong vào trước. Vâng, tuy nhiên thì công A của game thủ Lina vẫn còn rất nhiều. Vâng, có cả chấm màu 8, màu 5 và màu 8 đã xuất hiện. Đây là sóc đơn của màu 8. Vâng, đã có y của game thủ Long Thiếu Gia. Long Thiếu Gia cũng đã có y góp vui. Vâng, vẫn thủ rất tốt trong tuần này. Vẫn có thời gian để vẽ ruộng, như vậy là vẫn thủ được. Thai của Linda vẫn nằm ở mức 80-90. Vâng, còn đường chết là vào mà không có đường ra, rất hay. Khá tuyệt vọng. Vâng, cùng R và sọc đơn của cái thủ màu 8 tay trái đã nằm xuống tại nhà của cái thủ Linda. Tham lai của Lina vẫn đang là 91/132, bắt đầu CBK. Vâng, anh sẽ kích 4. Vâng, tham lai đè rồi, như vậy là các game thủ bên phía Thái Bình. Sau những pha tấn công liên tiếp vào nhà của Lina không thành công thì tham lai của anh đã bị thu xuống.
và Team Hà Nội bắt đầu đè khi mà tham lai của game thủ tứ bất tử Linda vẫn rất to. Còn tham lai cùng một năm thì vẫn đang lẩn vẩn tại nhà của game thủ Linda, vẫn chưa buông tha cho Linda khi mà rất nhiều cung R đang đứng tụ ở những chiếc nhà BA. Vâng, tiếp tục là những chiếc nhà BK rất nhiều. Vẽ rất nhiều ruộng, các bạn có thể thấy được ruộng anh đang vẽ khá nhiều. Vâng, đã sang kích ruộng thứ hai rồi. Vâng, đẩy gỗ sang cho đồng đội. Vâng, tu thì 100 mà Long Thiếu Gia 400. Rất đồng đội. Vâng, kích rồi anh. Đây là những tình huống cực kỳ nhạy cảm, vâng, không thể nói to được. Tham lai của game thủ Linda đang là 112/148. Vâng, tham lai rất to, to nhất bản đồ rồi. Đá qua một chút qua màn hình của game thủ Tuti. Vâng, Tuti tham lai đang là 53/84. Vâng, đang hồi. Vâng, cá hồi vượt cạn. Vâng, lực cũng đang khá khỏe. Vâng, rất gần với nhà của game thủ mùa 6. Và đây chính là kinh nghiệm của các cao thủ. Vâng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vâng, tụ đến kích thứ tư, sau đó tổ chức một tơn lao vào nhà, lao vào chính ruộng của đối phương, là một đòn chí mạng. Sẽ là một điều bất ngờ không nhỏ dành cho các game thủ bên phía Thái Bình. Vâng, bắt đầu hành quân. Vâng, tham lai càng đánh càng đè. Vâng, đây là game thủ màu 5, màu 6. Vâng, như vậy là có ngay hai móng e. Vâng, gửi tặng những chú nông dân một bài ca. Vâng, bài ca bất tử. Tuy nhiên thì những chú nông dân sẽ nằm xuống. Vâng, không thể chạy được. Như vậy là đã quyết rồi. Các game thủ bên phía Thái Bình 2 đã quyết. Tỷ số là 1-0 cho team Hà Nội ở vòng 1/16. Vâng, đây là trận thi đấu trong khuôn khổ giải AOE Tây Mẫu Anh Hùng. Các bạn có thể thấy được cái vâng Linda và anh lên đời 2 bằng các game thủ khác lên đời 3. Rất dị, tuy nhiên anh lại là